Các anh chị nào đang cần một đôi giày đa năng vừa chạy bộ, vừa đi chơi, vừa đi làm mà vừa chơi được bộ môn pickleball đang hot tại Việt Nam thì hãy dừng lại ngay video này nha. Chúng ta có kiệt đây chính là một mẫu giày NCCC Quần 4, một trong những đôi giày đang hot tại cửa hàng giày Kinsu. Và các em này có điều gì đặc biệt mà Kiệt phải khiến mọi người quan tâm đến nó như vậy? Ok, xem hết video này nha. Đầu tiên, về phần upper sẽ được trang bị một vài mét thoáng khí của các mẫu Asics phân khúc giá cao, ứng kiểu tiện ích mà hít được của thơm đó mọi người ạ. Và thứ hai, đế sẽ được trang bị đó chính là điện gel, tính năng đặc trưng của nhà Asics giúp chúng ta hoạt động linh hoạt, hấp thụ lực tốt hơn và giúp giảm chấn thương khi chúng ta vận động mạnh. Song song với việc đó là chúng ta sẽ có một phần đế cao su ngoài có tên là AH, bám đường và chống hao mòn cực kỳ tốt, cực kỳ xịn luôn. Và thứ ba, đây chính là lý do vì sao mà Kiệt kêu mọi người xem hết video này, vì cái em này đang chính là trend và xu hướng của năm nay. Khi mà ra đường 10m2, 10 người là hết 3-4 người đang mang Asics Gel rồi. Và mẫu này tại Kinsu đang có hai màu dành cho nam và nữ, màu xám nam tính thanh lịch và sang trọng, và màu hồng be cá tính năng động tươi tắn. Và hai mẫu này đều full size chân nha, và giá trong đó là dưới 3 củ, và cụ thể là 2 củ ít nhỏ 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 cho các anh chị luôn nha. Và nếu như các anh chị đang cần tìm một đôi giày chính hãng chuẩn Âu mà độc lạ nữa thì hãy đến với cửa hàng giày Kinsu, hoặc là các anh chị thích những mẫu giày nào và đang có thắc mắc về những đôi giày nào cứ nhắn tin hoặc là comment trực tiếp, em sẽ lên video riêng dành cho các anh chị luôn. Và Kinsu bán hàng từ tâm, tâm đi đôi với tầm.